Thưa quý vị, cùng với sự phát triển của kinh tế và nhu cầu hội nhập với thế giới, đòi hỏi mọi người phải luôn trau dồi và phát triển kiến thức, kỹ năng để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Vì lý do này, vừa qua, Ngày hội EduRound 2024 do UpGrad tổ chức nhằm mang lại những kinh nghiệm học tập và thảo luận từ các chuyên gia, giúp mọi người hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và ảnh hưởng của việc không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn. Ngày hội bao gồm các chủ đề độc đáo và thiết yếu như cách nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng quản lý thông qua các khóa học trực tuyến, nghệ thuật ra quyết định kinh doanh bằng khoa học dữ liệu và trang bị kỹ năng dữ liệu, tầm quan trọng của bằng GPA tại Việt Nam. Theo đó, người tham gia còn có thể khám phá cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, xây dựng mối quan hệ với các đối tác trong ngành và trải nghiệm việc học thực tế. Đặc biệt, sự kiện lần này có sự tham gia của bà Malita Agar-Quilliam, CEO International của UpGrad, với gần 25 năm kinh nghiệm trong ngành truyền thông và giữ vị trí lãnh đạo chiến lược tại những tên tuổi hàng đầu thế giới như BBC Worldwide India, Discovery, Netflix và ông Vũ Lê, CEO của UpGrad Việt Nam. Học viên đến sự kiện được tư vấn chương trình học đa dạng cả về chuyên môn lẫn các mức chi phí từ nhiều trường đại học lớn trên thế giới. Khách mời cũng sẽ gặp gỡ và trao đổi cùng nhiều anh chị học viên khác đang có chung định hướng và kế hoạch học tập, từ đó có thể chia sẻ cũng như cân nhắc thêm. Ngoài việc cung cấp những khóa học, chúng tôi cũng mong muốn xây dựng cộng đồng dành cho học viên của UpGrad và thông qua các sự kiện tổ chức thường xuyên, họ có thể tham gia và kết nối, chia sẻ và học hỏi giúp đỡ lẫn nhau. Việt Nam là thị trường còn rất nhiều cơ hội tiềm năng và chúng tôi luôn tin tưởng UpGrad sẽ phát triển với số lượng học viên tham gia đông đảo trong thời gian tới. Thời gian tới thì UpGrad của mình cũng sẽ có những cái buổi kết nối với học viên của mình. Anh nghĩ là sẽ có thường xuyên hơn rất nhiều. Hiện giờ mình đã có một vài những kế hoạch rất là rõ ràng trong một vài quý tới. Thì những sự kiện giống như ngày hôm nay nó sẽ được tổ chức một cách thường xuyên hơn, với số lượng đông đảo hơn. Nhưng mà cũng song song việc đó, mình sẽ làm những buổi rất là nhỏ với một vài những học viên gọi là cái community của UpGrad, cái cộng đồng của UpGrad, để mình có khả năng để cập nhật anh chị thường xuyên hơn, cũng như là có những cái định hướng về tương lai cho anh chị tốt hơn. Ngày hội UpGrad EduRound 2024 hứa hẹn sẽ cung cấp những thông tin có giá trị về thực trạng và xu hướng giáo dục Việt Nam trong thời đại mới, cũng như đề cập đến các cơ hội và thách thức của thị trường hiện tại.